Công Phượng sẽ bùng nổ ở cúp quốc gia. Đối đầu câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh, một đối thủ không quá mạnh ở vòng loại cúp quốc gia 2024-2025 sẽ là cơ hội để Nguyễn Công Phượng có bước chạy đà thuận lợi trong hành trình tìm lại chính mình khi trở về Việt Nam. Thời điểm này, lực lượng câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh khó có thể so sánh được với đội Bình Phước. Những cái tên nổi bật nhất trong đội hình của tân binh hạng nhất chỉ là các cầu thủ từng được khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam như Vũ Văn Sơn, Nguyễn Sĩ Chiến. Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sở hữu đội hình chất lượng không kém một số đội V-League với Bùi Tấn Trường, Huỳnh Tấn Sinh, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Kiên Quyết, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình, Hồ Sĩ Giáp, Trương Vũ Đạt và đặc biệt là Nguyễn Công Phượng. Công Phượng giúp câu lạc bộ Bình Phước mạnh lên đáng kể. Công Phượng được thi đấu cùng những y vệ tinh ở chất lượng, giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều người trong số đó còn là đồng đội cũ của tiền đạo này ở các câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Sầm Ngọc Đức, Hoàng Anh Gia Lai, Kiên Quyết và các đội tuyển Việt Nam, Thanh Bình, Tuấn Tài, Tấn Trường. Ngoài ra, bản thân huấn luyện viên Anh Đức cũng là một tiền đạo nên ông có đủ khả năng để đánh thức bản năng săn bàn của người đồng đội cũ. Một lợi thế khác của Công Phượng là anh sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Toàn bộ 4.200 vé của mùa giải 2024-2025 đã được câu lạc bộ Bình Phước bán hết, nên không có lý do gì người hâm mộ đội bóng này không đến sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Anh Đức ở cúp quốc gia. Cũng là trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới. Nhiều cổ động viên của câu lạc bộ Bình Phước đặt kỳ vọng rất lớn vào Công Phượng. Không ít người lo ngại Công Phượng sẽ phải mất khoảng thời gian dài để lấy lại phong độ tốt nhất bởi anh trải qua 2 năm không được đăng ký thi đấu ở V-League. Tuy nhiên, nhờ môi trường tốt ở câu lạc bộ Bình Phước, tiền đạo này đang thể hiện tốt. Bằng chứng là ở trận giao hữu với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, anh ghi bàn và kiến tạo giúp câu lạc bộ Bình Phước giành chiến thắng 2-1. Công Phượng cũng có đủ kinh nghiệm để trở lại mạnh mẽ. Đây không phải lần đầu tiên anh về Việt Nam thi đấu sau khi xuất ngoại không thành công. Năm 2017, sau khi ở London ở Nhật Bản, câu lạc bộ Mito Hollyhock, anh trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai và thể hiện phong độ ấn tượng, ghi 19 bàn sau 30 trận vào đội hình tiêu biểu V-League 2018. 3 năm sau, Công Phượng cập bến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn sau khi chưa thành công tại Hàn Quốc, Incheon United và Bỉ, Saint-Truidens. Một lần nữa, anh lại gượng dậy mạnh mẽ với 10 bàn thắng sau 19 trận vào đội hình tiêu biểu V-League 2020. Mùa giải sau đó, anh ghi 5 bàn, giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu, nhưng tiếc là giải đấu bị hủy do dịch Covid-19. Có thể thấy, cứ mỗi lần trở về nước sau khi xuất ngoại, Công Phượng lại chơi hay hơn. Lần này, ở môi trường ít khắc nghiệt hơn, khả năng anh tiếp tục tỏa sáng là rất cao. Người hâm mộ câu lạc bộ Bình Phước nói chung và Công Phượng nói riêng cũng có thể dựa vào con số thống kê để vững tin hơn vào tiền đạo này. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở mùa giải 2015, cầu thủ quê Nghệ An luôn ghi được tối thiểu 5 bàn một mùa khi chơi bóng tại Việt Nam. Tổng cộng, anh đã có 45 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ, một con số khá ấn tượng. Lịch thi đấu vòng 1 ngày 19 tháng 10, 15:30, Đồng Tháp, Đồng Nai 16:00, Bà Rịa Vũng Tàu, Huế 17:00, Bình Phước, trẻ thành phố Hồ Chí Minh Hòa Bình, Đà Nẵng.